như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa cộng đồng, hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn trên vấn đề này với gia đình xin lễ, đặc biệt cầu cho những đồng công an số cho một anh nam nhưng mà về chỗ chúng ta cũng cầu bình cho làm cho hết thảy các dân
mừng, hầu dân người được rạng rỡ. Trong số đó có cả anh em là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Phép lạ đó Chúa Giêsu đã thực hiện một cách công khai.
chỉ một dấu lạc đó chúng tôi sẽ tin không. Nhưng đứng trước sự kêu căng ngạo mạn của những người bị phái Pharisêu, những người đang thách thức Chúa Giêsu, những người đang tìm cách chống đối lại Ngài, đang tìm cách gài bẫy Ngài, Chúa Giêsu đã không ban cho họ phép lạ nào. Không những không ban cho họ những dấu chỉ hay phép lạ, mà Chúa Giêsu còn lên án họ đây là thế hệ gian tà. Lòng họ chứa đựng những điều xấu xa, tìm kiếm dấu lạ, nhưng chưa chắc có dấu lạ mà họ đã tin, bởi vì Chúa đã làm biết bao nhiêu dấu lạ trước mắt họ, nhưng họ đã không tin nhận. Giờ đây còn đòi thêm những dấu lạ. Thực sự Chúa thấu hiểu lòng họ, cho nên Ngài đã không ban cho họ dấu lạ nào. Rồi chúng ta nhìn lại cuộc hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thực ra có nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta giống như những người bị phái Pharisêu, chúng ta cũng ước ao Chúa ban cho chúng ta một dấu lạ nào đó. Chúng ta ước ao nhìn thấy những sự mà màu nhiệm Chúa mặc khải, hay là những phép lạ Chúa tạo cho chúng ta một cách nhẹ nhàng, hay ít rằng chúng ta ước mong rằng những lời cầu xin của chúng ta trước Thiên Chúa trở nên hiện thực. Chính vì vậy mà chúng ta thấy có rất nhiều người khi nghe rằng ở đây có đất mẹ ra, ở kia có biến cố lại, mọi người đua nhau chạy đi để tìm kiếm, để hy vọng, để có được một dấu lạ, để có được một phép lạ, để có được một ơn lạ. Chúng ta thực sự đang chạy theo những cái phong trào đó, nhưng chúng ta chưa thực sự soi xét lại niềm tin của chúng ta như thế nào. Nhưng thực ra trong suốt hành trình, nếu chúng ta đủ vững tin, chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ của Chúa vẫn diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và thậm chí ngay cả chúng ta đang ngồi đây cũng là một phép lạ Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì có biết bao nhiêu người ước mong được ngồi đây tham dự thánh lễ này, có biết bao nhiêu người ước mong được đến với Chúa trong giây phút này, nhưng họ đâu được bộn bề với công ăn việc làm, lo toan vất vả với cuộc sống. Dù họ ước ao, đôi khi cũng không thể tìm kiếm được những giây phút thảnh thơi như vậy để chúng ta đến với Chúa. Vì vậy, phép lạ mà Chúa ban cho chúng ta không phải là những phép lạ to lớn, biến hóa điều này ra điều kia, nhưng đôi khi nó chỉ là những món quà nhỏ bé, những giây phút tuyệt vời Chúa trao cho chúng ta trong cuộc sống này. Rồi ngay cả những phép lạ là mình bí tích thánh thể này, nơi mà chúng ta sẽ được cảm nhận mình mở thánh chiếu, đó không phải là một tấm bánh không men nhỏ bé, nhưng ở đó sự hiện diện trọn vẹn của Đức Kitô để rồi Ngài đến và ở lại trong cuộc đời của chúng ta, ban cho chúng ta tình yêu ân sủng, sức mạnh, sự nâng đỡ của Ngài. Phép lạ xảy ra đó. Ngày hôm nay chúng ta cùng với gia đình này tổ chức lễ dỗ cho những người thân yêu của họ. Dù người thân yêu đã ra đi 20 năm, 18 năm rồi, nhưng giờ này những người thân yêu còn sống vẫn tự nhớ đến những người đã quá cố. Đó là gì? Đó chính là tình yêu đã gắn kết tất cả mọi người lại với nhau. Và chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ luôn luôn khởi đi từ tình yêu. Vì yêu thương con người, vì yêu thương những người đau khổ, vì yêu thương những người bơ vơ đói khát, Chúa Giêsu đã làm những phép lạ để chữa lành những đau thương cho họ, để làm những phép lạ hóa thánh ra nhiều để nuôi họ ăn. Chính vì vậy, xuất phát từ tình yêu đã trải qua 20 năm, 18 năm, những người thân yêu vẫn nhớ đến những người quá cố trong gia đình của mình, thì đó cũng là những phép lạ. Bởi vì nếu người thân yêu của chúng ta ra đi mà chúng ta
yêu thương họ, không còn nhớ đến họ nữa, thì cho dù 5 ngày, 3 ngày mà chúng ta không yêu thương họ thì chúng ta cũng sẽ quên họ đi. Nhưng chắc chắn vì tình yêu, cho dù trải qua trong thời gian bao nhiêu năm đi nữa, nếu chúng ta vẫn còn yêu thương họ, chắc chắn chúng ta sẽ làm cho họ sống lại trong cuộc đời của chúng ta. Đó chính là phép lạ, ông bà anh chị em thân mến. Ngược lại, nếu chúng ta không có tình yêu thì họ đã chết đi rồi, mà chúng ta sẵn sàng quên họ đi sau đó thì họ đã chết đi vì không bao giờ trở lại. Nhưng vì tình yêu, với một tình yêu, với một sự gắn kết nhớ nhung đó, chúng ta tiếp tục tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho người thân yêu của chúng ta. Đó chính là những phút giây mà chúng ta làm cho người thân yêu của chúng ta sống lại. Nhưng không phải là sống lại trong giờ phút này, trong những lúc mà chúng ta kỷ niệm về chỗ. Nếu chúng ta thực sự yêu thương người nào đó, dù họ ra đi trước chúng ta, thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chắc chắn chúng ta vẫn tưởng nhớ đến họ và vẫn để cho họ sống lại trong cuộc đời của chúng ta. Ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay những người bị phái Pharisee đòi Chúa Giêsu làm dấu lạ để họ tin, thì mỗi người chúng ta cũng nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta đừng quá vì những cái điều bên ngoài, nhưng chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục ban cho chúng ta đức tin vững mạnh để chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa, để chúng ta khám phá ra những dấu lạ của Chúa vẫn đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và chính những cử chỉ yêu thương, lời nói, những việc làm tất cả nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thôi, nếu chúng ta thực sự có một đức tin đủ lớn, có một đức tin đủ mạnh, Chúa đang hiện diện, Chúa đang ban cho chúng ta những phép lạ. Chúng ta hãy tiếp tục xin Chúa soi sáng cho chúng ta, nâng đỡ chúng ta, để chúng ta luôn vững tin vào Ngài và khám phá ra Chúa trong từng giây phút của cuộc sống của chúng ta. Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chân chánh phàm nhân và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
dầu chúng con đang phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi chúng con đã chết vì tội lỗi và được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Chúa Kitô, chúng con được kêu gọi hưởng sự sống với người. Vì thế, cùng với đạo binh thiên quân, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự
thế và theo thể thức 10 giây chúng ta nhan nguyên rằng: Oh.
chúng ta nhớ lời cầu nguyện. Lạy Chúa, như lời đề dâu linh hồn Tô-ma-sô và Anna, Chúa đã ban cho chúng con được tham dự kỳ thánh, xin cùng cho người tin hữu này được giải thoát khỏi lòng tội lỗi và mãi mãi được sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
lên, đứng đây, đứng quay quay từ thấp lên cao. Lên lên đi lên trên, chừa lại cái hình nữa, né chừa cái hình nữa. Lên trên, lên trên, người nhà dưới còn vẫn người khác để lên trên, nhưng mà chừa cái hình thôi, không sao, không sao, sắp xếp đó. Nhanh hơn, nhanh hơn. Đó. Đó. Thôi, lên lên trên nữa. Lên bậc nữa. Lên bậc cho nó gọn. Lên, cứ lên đi cho nó gọn. Đó, bên đây cứ chừng mất khuất mặt đó. Ờ, đó, đúng rồi, lạnh nét rồi. Bên đây gọn vô. Thấy, thấy hết mà. Rồi, chụp nha. Xong. Xong rồi. Rồi đi ra hướng đó luôn. Đi ra, ra cổng nó lướt cửa. Cầm cầm cái. Rồi con đứng bên đây, bên đây. Đúng rồi, rồi. Rồi đứng đó được rồi. Rồi chụp nhé. Rồi, xa một tấm nữa, xa một tấm. A bọc. Rồi, chụp nha. Xong. Đặt cái túi đâu, cái túi. À. Rồi, rồi, rồi. Để kết máy, kết.